5 cách phân biệt da thật và da giả trên ghế massage à, Xin chào các bạn, à, tôi là Sơn Tôi là một uh, chuyên gia trong lĩnh vực uh, ghế massage nội địa Nhật Bản Hôm nay uh, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để biết được là Ở trên dòng ghế massage này thì Đâu nó là da thật và đâu nó là da giả Hay còn gọi là da PU hoặc là da simili Thì uh, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các bạn đã biết thì trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều các cái thương hiệu ghế massage hãng nhau người ta thường quảng cáo là da thật người ta dùng những cái mỹ từ để khi mà nói về các cái loại da trên ghế massage thì làm thế nào để phân biệt và biết được đó có phải là da thật hay không Đấy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn có 5 cách để phân biệt được nó có phải là da thật hay không thì cái cách đầu tiên, cách này nó dễ nhất Đó là chúng ta sẽ phân biệt bằng mắt thường Ví dụ trên các cái dòng ghế massage nội địa Nhật Bản này Kể cả các cái dòng ghế thông thường Thì đa số nhá, đa số là nó là da PU Như ở trên cái dòng ghế massage nội địa Nhật này Ở cái thông số mà nhà sản xuất nhà ta ghi ấy là người ta ghi ra là da PU đấy thì da PU thì nó là một cái loại da mà nó nó tráng cái cái lớp PU lên trên một cái lớp uh, lớp nó vải riêng cái dòng uh, da PU ấy, thì mình phân biệt bằng cách là nếu mà ở dòng da PU ấy, thì cái lớp da của nó bao giờ mọi người cũng thấy là nó nó láng bóng hơn nó láng bóng hơn còn ở cái da da xịn nhá da xịn thì cái lớp vân ngoài cái lớp vân này này thì nó có các cái lỗ chân lông nếu mà da da thật nhá mọi người nhìn ấy là bao giờ nó cũng có các lỗ li ti lỗ nhỏ lỗ nhỏ như kiểu lỗ cái châm kim thôi đó là chính là cái lỗ chân lông của động vật đấy thì mình phải phân phân biệt được đấy, những cái loại da mà không phải da xịn ấy, thường thường là là nó sẽ trơn nó trơn như thế này và nó không có những cái lỗ chân lông ờ, có những loại da tôi nhìn là nó còn thậm chí nó còn cả lông cơ đó, thì uh, trừ cái trường hợp là những cái loại uh, da ở trên những cái sản phẩm cực kỳ đắt tiền thì người ta mới xử lý được hết cái lỗ chân lông đó còn uh, những cái loại uh, uh, ghế massage mà bảo là của um, da thật ấy mà của động vật đấy thì chắc chắn là nó phải còn những cái lỗ chân lông đấy là cái cái nhận biết thứ nhất đó cái nhận biết thứ hai đó là mình sẽ ngửi ngửi cái da này à, cái da mình sẽ phân biệt bằng cách ngửi nếu mà nếu mà ở cái dòng da thật đấy thì cái mùi ấy, cái mùi mùi của động vật ấy. còn ở cái da da pu thì nó có cái mùi không phải là mùi động vật mà nó là mùi đặc trưng của cái loại pu hoặc là thường thường là, ví dụ như cái dòng nội địa này mình ngửi nó nó có cái mùi thơm do công nghệ sản xuất của da của người ta ấy, thì khi mình ngửi lên cái mùi này nó nó sẽ là mùi 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 thơm mùi thơm của của cái cái nhựa cái, cái pu chứ không phải là mùi mùi da mùi da thì nó sẽ mùi nó, nó khác đấy đấy là cái nhận biết uh, thứ hai và cái nhận biết thứ ba đó là mình uh, vấn đề da này mình sẽ đổ một ít nước lên đây. đổ một ít nước lên thì nếu mà ở da thật đấy thì một lúc sau nó sẽ lan ra cái giọt uh, nước nó sẽ nó sẽ lan ra xung quanh và uh, nó ngấm vào trong thế thì da thật nó mới ngấm vào trong đấy, thì nó có các khe hở còn ví dụ uh, nếu mà ở da uh, pu hoặc simili như thế này ấy, thì khi mình đổ nước vào đây thì nước nó sẽ không ngấm à, nước sẽ nó sẽ nằm nguyên ở trên mặt này nó không không ngấm xuống được đấy đấy là cái cái nhận biết uh, thứ ba và cái nhận biết thứ tư đó đó là khi mình uh, ấn vào cái da này uh, khi mà của da da xịn nha da da thật ấy mình ấn vào cái da này này nếu mà da thật ấy, thì xung quanh nó sẽ lún đều nó sẽ lún đều ở xung quanh cái đầu ngón tay mình khi mình ấn còn cái da mà nó dòng da pu mình ấn này nó sẽ không làm được việc đấy. 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 ấn là nó sẽ không lún được ở xung quanh cái đầu ngón tay đấy. cái da da thật thì mình ấn này nó sẽ lún nó lún ở xung quanh cái đầu ngón tay này luôn đấy. cái này này mình ấn này nó không không làm được việc đấy ấn này nó 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 xuống cả mảng luôn, chứ không nún được ngón. Đấy, đấy là cái nhận biết uh, thứ tư. Và cái nhận biết thứ thứ năm đó là chúng ta dùng bật lửa, chúng ta đốt hơ lên. À, khi mà mình dùng cái bật lửa mình đốt hơ lên. À, ở cái da thật ấy, thì nó sẽ hơi có mùi khét, mùi khét và nó hơi hơi xém thôi. Đấy, còn ở da giả là nó 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 cháy luôn, nó cháy hoặc nó 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 cháy nó 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 vo tròn vào luôn. Đấy, thì thì có nghĩa là da thật thì nó xém, còn da giả thì nó nó cháy nó cháy nó vón cục vào luôn. Đấy thì đấy là những cái nhận biết về về da. Nếu mà các bác các anh chị mà đi mua ghế mà ở một cái đơn vị nào đó người ta quảng cáo đây là da thật thì các bác hãy uh, áp dụng những cái phương pháp mà à tôi vừa giới thiệu để có thể biết được ngay cái con ghế đó có phải là da thật hay không. À, thì trên thị trường ấy thì phần lớn ấy, người ta quảng cáo là đây là da thật bác ạ. Nhưng mà mọi người do không có kiến thức nên là không biết được đó là có phải da thật hay da hay là, là da PU. À, cái giữa cái da thật và cái da PU ấy thì nó tranh giá nhau nó rất là nhiều chứ không phải ít đâu mà thường là những da thật nó phải ở những cái sản phẩm rất là đắt tiền như là những trên những ô tô hạng sang còn những ô tô hạng phổ thông thì cũng không có da da thật đâu đấy là các bác cần phải phân tích và tìm hiểu da da thật thì tuổi thọ của nó rất là cao còn những da mà da thông thường ấy thì Uh, ví dụ như cái dòng uh, da simili của Trung Quốc ấy thì uh, cái tuổi thọ nó chỉ được uh, đâu đó khoảng độ uh, 1 hai năm thôi. Uh, có những vị khách người ta nói bảo tôi còn dùng chưa được một năm nó đã vỡ nó đã nát ra rồi. Uh, thì do là cái 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 nhựa mà nó tráng lên cái, cái 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 lớp vải ấy để nó làm ra cái loại da uh, simili này là cái loại đó là cái loại nhựa nó tiêu chuẩn nó thấp. À, nó không tốt và do cái công nghệ của của người ta nó kém nữa còn riêng của Nhật ấy, nó người ta uh, ghi thông số ở trên cái website của những sản phẩm này nhật chỉ giới thiệu đơn giản đây là da PU vậy thôi còn uh, tốt hay không thì mọi người thấy đấy có những con nó từ uh, 2002 đến bây giờ là đúng tròn 20 năm rồi Da ra nó vẫn mềm mịn và nó không hề bị bong chóc không bị uh, vỡ nát đấy, không bị uh, làm sao cả đấy thì mọi người mới biết được là uh, cái cái giữa cái cùng là một cái cái cách làm nhưng mà cái công nghệ và cái chất liệu của người Nhật ấy, người ta khi mà sản xuất ra thì nó là là số một luôn nó đầu bảng luôn không có nước nào nó nó có, có được cái sự chính xác và tỉ mỉ như là đất nước Nhật như là con người Nhật đấy, đấy là trên đây là những cái mà khi mà tôi uh, giới thiệu và nói với mọi người biết về cái cách để phân biệt ra đấy, anh chị em mà có nhu cầu mua ghế hoặc là khi mà đi mua tìm hiểu mà có thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua ghế nhật trần sơn để, để chúng tôi hỗ trợ và tư vấn cho mọi người được tốt nhất để mua sản phẩm nó đúng giá trị và đúng số tiền mọi người bỏ ra xin cảm ơn mọi người rất nhiều và xin chào